Chào sư tiếng Trung năm 18, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 121 của chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thâm dụng nhé. Hôm nay chúng ta học các từ vựng và các câu sau đây. Thứ nhất chúng ta có thành ngữ theo phẩy triển sâu. Hôm trước chúng ta học tới từ phẩy nghĩa là mỡ hoặc là béo rồi và hôm nay chúng ta bắt đầu với thành ngữ theo phẩy triển sâu nghĩa là kén cá chọn canh hoặc là chỉ chọn cái có lợi cho mình Có ví dụ thứ nhất Hảo hóa chứ phan Bù yào sử theo phấy chén sâu đỡ Hảo hóa chứ Ăn uống cho hẳn hoi Bù yào đừng sử Toàn có theo phấy chén sâu đỡ Kén cá trọn canh Hảo hóa chứ phan Bù yào sử

chuyên chọn cái có lợi về mình. ỉ khẩu sau này chiều pía lại lợ đừng có đến nữa. nỉ rú của giải cung chua tờ sử khẩu giải theo phế triển sổ ỉ khẩu chiều pía lại lợ. câu ví dụ tiếp theo, ủa tháng tuổi giảng chống lại bù theo phế triển sổ chỉ yếu thích, tôi sẽ truy ủa thán tuổi xiang tôi yêu đương hoặc là tôi tìm người yêu Chúng lái bủ không bao giờ theo phế triển sầu, kén cá chọn canh chứ họ chỉ khoan chỉ cần thích ủa châu chơi là tôi liền theo đuổi ủa thán tuổi xiang chống lái bủ theo phế triển sổ chứ họ chỉ khoan ủa châu chơi Tiếp theo chúng ta có từ phẩy ủa Phẩy ủa nghĩa là màu mỡ, phỉ nhiêu Câu ví dụ thứ nhất Chưa à lý tật thú rảng khẩn phẩy ủa Bú dùng sư phẩy Chai tâu nắng chẳng tờ hảo Chưa à lý tật thú rảng Thú rảng thổ nhưỡng Chưa à lý tật ở đây Hẳn phẩy ủa rất màu mỡ Bú dùng không cần Sư phẩy bón phân

Núm mến mến chẳng trái xin chính lão tổng Tại sẵn mơ sẵn mơ sẵn Trên cái gì đó Phấy vua tợ thiến dễ Thiến dễ là cánh đồng Phấy vua tợ phì nhiêu Núm mến mến Các bác nông dân Chẳng trải đang Xin chính cần cù Lão tổng lao động Tại phấy vua tợ thiến dễ sẵn Núm mến mến chẳng trái xin chính lão tổng từ vựng tiếp theo là từ phấy dạo. Phấy dạo nghĩa là xà phòng bánh. Câu ví dụ thứ nhất. Chưa dùng phấy dạo, trùi u khẩn tráng. Chưa dùng phấy dạo, loại xà phòng bánh này, trùi u li Từ này có nghĩa là cái khả năng loại bỏ vết bẩn. li là năng lực hoặc khả năng. Trùi là loại bỏ, u là vết bẩn. Trùi u li khả năng loại bỏ vết bẩn. Khẩn tráng, rất mạnh

Phẩy dạo, suy rảnh, mấy ổ xí phấn hảo dụng, tàn sư, si, bù sáng sổ. Phẩy dạo, xà phòng bánh, suy đàn, tuy rằng, mấy ổ xí phấn hảo dụng, mấy ổ xong đến danh từ, rồi đến tính từ, nghĩa là sau danh kém. Mấy ổ xí phấn hảo dụng là không tiện, dùng không tiện như là bột giặt. Tàn sư, si, nhưng, bù sáng sổ, 不海害。家。肥皂虽然没有洗衣粉好用，但是不伤手。各位 t 意听哦。去洗手间用肥皂把你的手洗干净。去洗手间，đi vào nhà vệ sinh，dùng giặt phòng b n 把你的手洗干净。 Câu chữ bả chúng ta dịch động từ trước. Xỉ si can chỉnh là rửa sạch. Nị tớ sổ tay của bạn. Chuy xí sổ chén, dùng phẩy dạo, bả nị tớ sổ xỉ si can chỉnh. Từ vựng tiếp theo là từ phẩy bằng. Phẩy là phỉ, bằng là bán, phẩy bằng là phỉ bán, hoặc là bôi nhọ, hoặc là làm nhục danh dự của người khác. Câu ví dụ thứ nhất, Ủa sư, quang phẩy sư, chúng ta làm việc, quang minh lẩy lùa nghĩa là quang minh lỗi lạc. Hoặc gọi là quang minh chính đại, bú pa không sợ, phẩy bằng phỉ bán hoặc là bôi nhọ, tức là không sợ bị người khác bôi nhọ. Ủa sư, quang minh lẩy lùa, bú pa phẩy bằng Câu ví dụ tiếp theo Nị sư giải ưa y phẩy bằng Ủa cân bẩn mấy ổ chùa Na yàng tờ sư Nị sư giải Bạn đang ưa y Ác ý phẩy bằng Bồi nhọ Ủa cân bẩn tôi hoàn toàn Mấy ổ không Chùa làm Na yàng tờ sư chuyện như vậy Nị sư giải ưa y phẩy bằng 我根本没有做那样的事。Câu ví dụ tiếp theo, 你这样诽谤我，我是可以告你的。你这样诽谤我，an làm nhục danh dự của tôi như vậy，我是可以，tôi có thể cáo 你 đó，kiện anh đấy，cáo ai đó，có nghĩa n 你这样诽谤我。 我是可以告你的。各位做 detail，我在收集证据，准备告他诽谤造谣罪。我在 Đi đang 收集 thu thập 证据 chứng cứ，准备 chuẩn bị 告他 kiện anh ta，诽谤造谣罪 tội bịa đặt vu khống。 phẩy bằng là vu khống hoặc là bôi nhọ trao giáo là bịa đặt phẩy bằng trao giáo chuẩy tội bịa đặt vu khống người khác Ủa trải sâu trí trần cứ chuẩn bay cao tha phẩy bằng trao giáo chuẩy tiếp theo chúng ta có từ phẩy từ phẩy nghĩa thứ nhất là nhỏ bé hoặc là ít ỏi và nghĩa thứ hai là chỉ hương thơm của cỏ hoa. Từ này thì thường hay dùng nghĩa thứ nhất, còn nghĩa thứ hai thì ít khi sử dụng. Và khi chúng ta nói sấm à, sấm ở à, bù phẩy, có nghĩa là nói cái gì đó có giá trị rất cao hoặc là rất là đắt đỏ. Có ví dụ thứ nhất. Chữ khưa chuan sứ, ý khăn, chiều chứa bù phẩy. Chữ khưa chuan sứ, chuan sứ là kim cương, lượng từ của nó là khưa, là viên chưa khưa choan sứ viên kim cương này ý khan vừa nhìn và ở đây khi nói ý khan chiêu gì đó thể hiện là vừa nhìn thì đã biết là cái gì đó rồi chia chữ bổ phẩy giá trị rất cao chưa khưa sứ ý khan chiều chia chữ bổ phẩy câu ví dụ tiếp theo chưa chủng yao u dung yếu bổ phẩy tờ chia chữ chưa chống yao u loại thuốc này dung yếu có bu phẩy tờ giá trứ giá trứ là giá trị bu phẩy tức là cực kỳ là đắt đỏ chưa chống yao u dung yếu bù phẩy tờ giá trứ hoặc câu này cũng có thể diễn đạt là chưa chống yao u giá trứ bu phẩy Từ vựng tiếp theo là từ phẩy Phê nghĩa là phổi Câu ví dụ thứ nhất Phê sự phê trắng trung nhau tờ hô si chi quan Phê phổi sự là phê trắng trung yào tờ hô si chi quan Từ chữ phê trắng đến chữ chi quan Đây là cụm danh từ chúng ta dịch sau chữ tơ trước Hô si chi quan là cơ quan hô hấp Phê trắng trung yào tờ vô cùng quan trọng 肺是非常重要的呼吸器官告别做 d e 他肺部不,不舒服总是咳嗽他肺部肺肺癌不舒服没喝酒总是酸癌咳嗽他肺部不,不舒服总是咳嗽 Câu ví dụ tiếp theo. Lý chứ tạo, châu yên, tuổi can, khứa phê đỡ quay hại, yếu tố ta mà. Lý chứ tạo, sở mơ sở mơ mà, mà, là bạn có biết cái gì đó hay không? Châu yên, tuổi can, hứa phê đỡ quay hại. Từ chữ châu yên đến chữ quay hại, đây là cụm danh từ. Quay hại là mối nguy hại hoặc là tác hại. Châu yên, việc hút thuốc lá. Tuổi can, khứa phê đỡ. Đối với gan và phổi Yếu tua tả lớn đến mức nào? Nì chư tỏ, châu yên, tuổi can hứa phẩy đỡ quay hải, hiểu tua tả mà Câu ví dụ tiếp theo Chưa có bình rấn, khu si khuẩn nán, khởi nắng sư, phẩy cung nắng, hiểu quân thí Chưa có bình rấn, bệnh nhân này, khu si khuẩn nán, hô hấp khó khăn, Khả năng có thể là do phẩy cung năng chức năng phổi nhiều có vấn đề Chưa có vấn đề. Chờ cơ bình lần hô si khuẩn nán khả năng sư phẩy công năng có vấn đề. Từ vận tiếp theo là từ phẩy ái. Phẩy là phổi, ái là ung thư. Phẩy ái, ung thư phổi. Có ví dụ thứ nhất, Mỗi một năm yếu hẳn tua lẫn, có rất nhiều người đều tử vì phổi ái. Mỗi một năm, mỗi năm có rất nhiều người có rất nhiều người đều tử vì đều chết vì xử ý, cái gì đó là um, chết do cái gì đó phế ái ung thư phổi mỗi năm có rất nhiều người đều tử vì phế ái câu ví dụ tiếp theo Phẩy ái tợ trừ xử lùi khẩn cao Phẩy ái tợ trừ xử lùi Đây là cụm danh từ Chúng ta dịch từ trừ xử lùi trước Lùi là tỷ lệ Trừ xử là dẫn đến tử vong Trừ xử lùi tỷ lệ dẫn đến tử vong Phẩy ái tợ Do ưng thư phổi Khẩn cao, rất cao Phẩy ái tợ trừ xử lùi khẩn cao Câu ví dụ tiếp theo Tha yêu bể Tớ là phê ái Chuy nến sử tiêu lợ Tha yên quay Ông ấy vì Tớ là phê ái Mắc phải bệnh ung thư phổi Chuy nến năm ngoái Sử tiêu lợ đã chết rồi Tha yên quay Tớ là phê ái Chuy nến sử tiêu lợ Câu ví dụ tiếp theo 现在还没有特别的药物能够治愈肺癌。现在 bây giờ, 还没有 vẫn chưa có, 特别的药物 loại thuốc đặc biệt nào nồng cầu có thể chữa trị chữa khỏi phổi ái ung thư phổi. 现在还没有特别的药物能够治愈肺癌。 từ vựng tiếp theo là từ phế lao, phế lao nghĩa là bệnh lao phổi. câu ví dụ thứ nhất, Phây lao là y loại bệnh lao phổi là lao là một loại bệnh là một loại bệnh truyền nhiễm, là bệnh tật rản, nhiễm, rạn truyền nhiễm, rạn là bệnh truyền nhiễm, bệnh truyền nhiễm, y lao là một loại Câu ví dụ tiếp theo Phây láo đỡ choán rạn sinh hận chán Phây láo đỡ choán rạn sinh, đây là cụm danh từ làm chủ ngữ trong câu này Choán rạn sinh Sinh là tính hoặc, Tức là khả năng Choán rạn Chuyển nhiễm Choán rạn sinh Khả năng chuyển nhiễm Phây láo đỡ Của bệnh lao phổi Hận chán Rất mạnh Phây láo đỡ choán rạn sinh hận chán còn ví dụ tiếp theo. Bù nấng, cân, tứa, phầy, láo, tợ lẫn, cung, dùng, quản, khoải. Bù nắng, không được. Cân, tứa, phầy, láo, tợ lẫn. Cân ai đó xong đến động từ là làm gì đó cùng với ai đó. Tứa, phầy, láo, tợ lẫn là người mắc bệnh lao phổi. Cung, dùng, dùng chung, quản, khoai bát đũa. Bù nấng, cân, tứa, phầy, láo, tợ lẫn, cung, dùng, quản, từ vận tiếp theo là từ phây hiến, phây là phổi, hiến là viêm, phây hiến, viêm phổi. Câu ví dụ thứ nhất, nỉ tứa là phây hiến, suy nhau dùng kháng sân sụ, chữa liệu. Nỉ tứa là phây hiến, bạn đã bị mắc viêm phổi. Suy nhau cần phải yung, dùng kháng sân số, thuốc kháng sinh, chữa liệu để chữa trị. 你得了肺炎，需要用抗生素治疗。各位，弱点。接下来，得了肺炎会有发烧、咳嗽、呼吸困难等症状。得了肺炎，m ắ k b ệ n k viêm h 会有 sẽ 发烧、咳嗽、呼吸困难等症状。 Khi chúng ta thấy những cái liệt kê như thế này, sau đó đến chữ tổng rồi đến danh từ, thì chúng ta sẽ dịch từ dưới về và chữ tổng đây dùng để liệt kê. Trần trọng là các triệu chứng tổng như là pha sao, sốt, khứa sầu, ho, hù si khuẩn nán khó thở hở. Tứa là phẩy yến, khuẩy yếu, pha sao, khứa sầu, 呼吸困难等症状。Câu ví dụ tiếp theo, t ô n g Thiên 的时候，小孩子和老年人就容易得肺炎。n g Thiên à a đ n g trẻ nhỏ và người già, dễ 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 d dễ 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 d dễ 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 冬天的时候，小孩子和老年人就容易得肺炎。Go i t detail，我上个月得了肺炎，住了几天医院。我上个月得了肺炎，bị v i 住了几天医院，nằm viện h m 我上个月。 Tứa là phẩy yên là chỉ thiên y Tiếp theo chúng ta có thành ngữ. Láng xin cổ phẩy. Láng là con sói. Xin là trái tim. cổ là con chó. Phẩy là phổi. Láng xin cổ phẩy. Dùng để chỉ những người mà có tâm địa rất là xấu xa, độc ác. Tức là trái tim của người đấy thì là của con sói. Còn phổi của người đấy thì là của con chó. Láng xin cổ phẩy. Ở tiếng Việt chúng ta thì gọi là lòng lang dạ sói hoặc là lòng lang dạ thú. Câu ví dụ thứ nhất. Nỉ chân sự cửa, láng xin gấu phây tờ tổng sĩ. Nỉ chân sự cửa, người đúng là láng xin gấu phây tờ tổng sĩ, đồ lòng lang dạ sói. Nỉ chân sự cửa, láng xin gấu phây tờ tổng sĩ. Câu ví dụ tiếp theo.

这个人真是狼心狗肺，这样的事都能做得出来。这个人恶劣，này, 真是毒啦狼心狗肺，冷烂撒图这样的事，绝 h u y ệ n như vậy, t â n n có thể, l à m ra được。这个人真是狼心狗肺，这样的事都能做得出来。 Câu ví dụ tiếp theo Nà xia quái mai rấn khẩu tờ rấn Chân sự láng xin cổ phẩy Yên cai chiang pi Nà xia Xấm ớ xấm tờ Những kẻ ma Quái mai rấn khẩu Quái mai là bắt cóc Quái mai rấn khẩu là bắt cóc buôn ban người Chân sử đúng là Láng xin cầu phẩy Lòng lang dạ sói Yên cai cần phải Chiang pi sử bắn. Nà xìa, quải mai rấn khổ tờ rấn, chân sử láng xin cổ phẩy, yên cai chiang bì. Tiếp theo chúng ta có thành ngữ thao xin thao phẩy. Thao là lấy cái gì đó ra hoặc là moi ra, móc ra. Thao xin thao phẩy nghĩa là lấy hết lòng hết dạ ra hoặc là dốc hết ruột gan ra để đối đãi để cư xử với một ai đó. Có ví dụ thứ nhất Ủa tuổi lý thao xin thao phẩy Lý chuệ bây phản là Ủa Ủa tuổi lý thao xin thao phẩy Tôi hết lòng hết dạ với anh Lý chuệ vậy mà anh lại Bây phản là Ủa Phản bội tôi Ủa tuổi lý thao xin thao phẩy Lý chuệ bây phản là Ủa Câu ví dụ tiếp theo đừng ý cửa lẫn, đối đại với một người đàn ông thao xin thao hết lòng hết dạ, đừng một người đàn ông thao xin thao phẩy hết lòng hết dạ, anh ta sẽ không trân trọng đâu. Đừng đối một người đàn ông thao xin thao Câu ví dụ tiếp theo Bú yào bía rấn tùy lý hảo y tiến tiện. Nị chiều tùy rấn gia thao xin thao phê Bú yào đừng Bía rấn tùy lý hảo y tiến tiến Bía rấn người khác Tùy lý hảo y tiến tiện. Đối xử với bạn tốt một chút xíu Nị chiều mà bạn đã Tùy rấn gia đối với người ta Thao xin thao phê Hết lòng hết dạng Bố xin Thưa các bạn, đến đây thì trở lọc sư đã cùng với các bạn đọc và phân tích xong từng câu rồi Sau đây xin mời các bạn cùng nghe và đọc lại với bạn U Xeo Jun để chúng ta luyện phát âm chuột như bạn ấy nhé Bye bye Đi 121 sâu 不要总是挑肥拣瘦的，有吃的就不错了，你就别挑肥拣瘦的了。你如果在工作的时候再挑肥拣瘦，以后就别来了。我谈对象从来不挑肥拣瘦。 只要喜欢，我就追。肥沃，这里的土壤很肥沃，不用施肥，菜都能长得好。只有肥沃的土地才能长出这么好的庄稼。在肥沃的田野上。 农民们正在辛勤劳动。肥皂，这种肥皂去污力很强。我喜欢用肥皂洗衣服。肥皂虽然没有洗衣粉好用，但是不伤手。 去洗手间，用肥皂把你的手洗干净。诽谤，我们做事光明磊落，不怕诽谤。你是在恶意诽谤，我根本没有做那样的事。 你这样诽谤我，我是可以告你的。我在搜集证据，准备告他诽谤造谣罪。匪，什么什么不匪？这颗钻石一看就价值不菲。 这种药物拥有不菲的价值。肺，肺是非常重要的呼吸器官。他肺部不舒服，总是咳嗽。你知道抽烟对肝和肺的危害？ 有多大吗？这个病人呼吸困难，可能是肺功能有问题。肺癌，每一年有很多人都死于肺癌。肺癌的致死率很高。 他因为得了肺癌，去年死掉了。现在还没有特别的药物能够治愈肺癌。肺痨，肺痨是一种传染疾病。 肺痨的传染性很强，不能跟得肺痨的人共用碗筷。肺炎，你得了肺炎，需要用抗生素治疗。得了肺炎会有发烧、咳嗽。 呼吸困难等症状。冬天的时候，小孩子和老年人就容易得肺炎。我上个月得了肺炎，住了几天医院。狼心狗肺。 你真是个狼心狗肺的东西！要远离那些狼心狗肺的人。这个人真是狼心狗肺，这样的事都能做得出来。那些拐卖人口的人真是狼心狗肺。 应该枪毙！掏心掏肺，我对你掏心掏肺，你却背叛了我。不要对一个男人掏心掏肺，他是不会珍惜的。 不要别人对你好一点点，你就对人家掏心掏肺。